Đúng nói cho nó đúng là hay là bọn này không biết là có cái gì được không nhỉ, hay là không biết mình có làm được không nhỉ. Nghĩ rồi, bây giờ là tháng 8 năm 2018, một năm sau gặp thầy em vẫn chưa nghĩ ra xong, đúng không ạ? Thế thì làm sao mà kiếm được tiền? Làm đi, sai đâu thì sửa đấy, có thầy có đội có hệ thống thì nó mình sẽ tốt sai hơn, đúng nhanh hơn, có một thế thôi. Còn cái trường hợp của Hoa thì đây bên này làm hệ thống có gặp hết rồi, đánh nhau ung tỏi lên xong thì hệ thống bán được hàng lại quay lên bảo cái thằng bên trên là gì, ông Phan Anh có làm gì đâu, tại sao mỗi tháng ông vẫn kiếm được mấy chục triệu, đấy là công sức của mình mà nó quên cha mất, là ngày nào mình cũng hội thảo, ngày nào mình cũng chốt đại lý cho nó, mà nó ngày nào mình cũng ngồi mình tư vấn, mình live stream, mình bóp bài, mình sửa từng cái avatar cho nó dễ quên lắm. Mọi người rất dễ quên, chỉ nhớ những điều thuộc về lợi ích của mọi người thôi. Trước tôi làm đầu tư nhé, đến khi mà sự việc đầu tư nó diễn ra không đúng như mong muốn, đấy, mọi người phủi tay cái thỏa thuận với tôi. Tôi bảo bọn em dễ quên quá, thỏa thuận vẫn còn đây. Để mà tôi nói, khi mà xung đột lợi ích xảy ra, cách mà bạn ứng xử với cái xung đột đấy nó thể hiện đẳng cấp hơn của bạn. Đúng không ạ? Tôi và bạn có cùng lợi ích bị xung đột với nhau, cách mà bạn xử lý, bạn sẵn sàng cho người ta được lợi hơn thì sẽ thể hiện con người bạn. Đấy. Có những người tôi không bao giờ cho vay tiền, nhưng có những người tôi cho vay tiền xác định là không bao giờ được hỏi. Ví dụ như bạn của tôi hỏi vay tiền đến bây giờ nó hẹn một tháng trả, nhưng mà ba tháng thì tôi không bao giờ hỏi, và tôi xác định rằng là tôi sẽ không bao giờ hỏi số đấy. Tất nhiên tôi không tiết lộ số tiền cho vay này nhiều hay ít, bởi vì tôi hiểu rằng là mình không được phép hỏi. Nhưng có những người khác vay một xu tôi không cho vay. Bạn phải rất rõ ràng trong chuyện đó, có đúng không ạ? Bạn phải rất rõ ràng trong chuyện đó, vì nó xung đột lợi ích của tiền bạc. Trong hệ thống bao giờ cũng có những người tích cực và bao giờ cũng có những người tiêu cực. Và rồi các bạn đi làm, các bạn sẽ biết, đúng không ạ? Sẽ có những đứa mình nói mãi nó vẫn không nghe, nó vẫn không hiểu. Một phần là do nhận thức, năng lực nhận thức, nhưng một phần khác là do tính cách, do thứ hiểu biết. Thì cái đấy mình phải trung hòa thôi, không có cách nào khác. Hòa hiểu không? Không có cách nào khác cả. Hỗ trợ họ hết sức có thể, không được nữa thì thôi, thì người khác thì có rất nhiều mà, đúng không? Đấy, mình đưa ra chương trình trực tiếp, mình đào tạo, mình huấn luyện cho họ bán cái này bán cái kia. Ok rồi, bây giờ thì cũng đã kết thúc cái buổi sáng ngày hôm nay. Thì tôi xin phép kết luận lại buổi sáng nay tôi có trình bày với các bạn hai cái chủ đề, đúng không ạ? Một chủ đề bán hàng đa kênh, và tôi tin tưởng nếu các bạn áp dụng sớm các bạn sẽ thành công sớm. Còn chi tiết của từng kênh cách làm thì tôi nói thật là thời gian là không đủ, thì các bạn có thể qua công ty tôi, văn phòng ở số 51 Nguyễn Ngọc Vũ, hoặc là sau này các bạn làm việc với Cha Mê, hệ thống của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ đào tạo cho các bạn kỹ lưỡng tất cả những công cụ đấy một cách kỹ lưỡng nha. Còn đây là mang tính chiến lược định hướng, ví dụ như Facebook chạy như thế nào, viết bài như thế nào, vân vân, thì bây giờ phải học YouTube làm cái gì, định hướng các bạn thì chúng ta phải đi cùng nhau, chúng ta phải có trách nhiệm với nhau thì tôi mới có trách nhiệm với bạn được. Không thể nào bây giờ bạn ở ngoài đường bơm quơ mà không thể nào mà tôi có trách nhiệm với bạn được. Bạn có đồng ý như thế không ạ? Thế thì tôi là cái thể loại gì, ăn cây nào xào cây đấy, rất rõ ràng. Tính cách của tôi rất rõ ràng, nhưng chắc chắn một điều là lời tôi nói là chính xác và tôi sẽ giữ lời. Thứ hai nữa nha, là tôi có chia sẻ về phương pháp bán hàng hàng trăm đơn hàng mỗi ngày, thậm chí hàng nghìn đơn hàng mỗi ngày, đúng không ạ? Các bạn đã thấy rồi, hoàn toàn làm được. Nếu các bạn không tin điều đấy, các bạn có thể gia nhập cùng với chúng tôi sẽ chứng minh cho các bạn ấy, một ngày tôi bán 1.000 sản phẩm như thế này rất đơn giản, và tôi sẽ nỗ lực để đi tìm 1.000 người bán. Cho đến khi có 1.000 người bán, 2.000 người bán thì tôi sẽ có 1.000 đơn hàng mỗi ngày mà tôi không cần bán, đúng không ạ? Và nhiệm vụ của tôi là hỗ trợ các bạn bán 1.000 đơn hàng, có gì đâu mà khó, không hề khó.
không hề khó, được chưa ạ? Vâng, thì đây là thông tin cá nhân của tôi. Thì bạn Kiều Anh, bạn ấy vừa xuống sân bay thì bạn đã đến đây rồi. Thì một xíu nữa bạn sẽ lên đây chào các anh chị và chia sẻ với anh chị một chút để chúng ta nghỉ. Thì buổi chiều nay, nhá, buổi chiều nay tôi sẽ dặn trước, tí MC sẽ lên dặn này. Buổi chiều nay thì các anh chị muốn bắt đầu lúc mấy giờ? Tôi thì muốn bắt đầu lúc 1 giờ. Tại sao lại như vậy? Bởi vì nghỉ lâu anh chị buồn ngủ. Học 1 giờ, 4 giờ ta nghỉ sớm. Buổi tối ta vẫn đưa gấu đi chơi được, đúng không? Đấy. Không, cuộc sống là phải như thế. Đừng có làm việc suốt nha. Tôi nói anh chị nghe, tôi đi từ sáng đến đêm. Lúc tôi đi, con tôi chưa ngủ dậy. Lúc tôi về, nhiều lúc đã ngủ rồi. Đấy là cuộc sống hiện đại, bạn phải chấp nhận. Nhưng nếu có thời gian, bạn hãy dành cho nó. Đúng không ạ? Nếu có thời gian hãy dành cho nó. Hay là sau này chúng ta làm việc cùng nhau, chúng ta phải đi chơi cùng nhau, đưa gia đình đi chơi cùng nhau. Các bạn lên Facebook của tôi, các bạn thấy tôi đi chơi suốt. Tôi đi chơi suốt, không phải là có thời gian rất là đi chơi ngay. Buổi chiều nay thì tôi sẽ còn 3 nội dung nữa sẽ trình bày với các bạn. Thứ nhất là bí quyết về kinh doanh. Thứ hai là dạy các bạn bán hàng bằng livestream. Và thứ ba là dạy các bạn bán hàng bằng Google Play. Mục tiêu của chúng tôi là gì? Học xong buổi này về là phải bán được ngay. Không nói gì phức tạp, hoa mỹ cả. Yeah. Đấy, thì buổi chiều chúng ta sẽ đến và phía nhà tài trợ công ty Camille sẽ lên chia sẻ. Rồi xin mời Kiều Anh. Có ai có ý kiến gì không ạ? Đây. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Rất là cảm ơn những lời chia sẻ của thầy giáo thạc sĩ Phan Anh. Và tôi tin chắc rằng là những lời chia sẻ vừa rồi thì phần nào tất cả các anh chị ngồi đây của chúng ta đều cảm nhận và chúng ta sẽ đúc rút ra được những kinh nghiệm cũng như những bài học mà những người từng trải như thạc sĩ Phan Anh đã từng trải qua. Tuy nhiên, như đầu chương trình đã thông báo thì CEO của Chamele của chúng ta đó chính là chị Kiều Anh cũng rất là mong muốn chia sẻ. Nhưng mà do một lý do rất là bất đắc dĩ là chị không thể bắt được chuyến bay về Việt Nam từ Hàn Quốc. Chính vì lý do đó mà ngay bây giờ thì chị sẽ tái ngộ sân khấu ngày hôm nay của chúng ta. Và sau đây xin là trân trọng kính mời lên sân khấu đại diện nhà tài trợ tập đoàn Chame CEO Kiều Anh. Vâng ạ, tôi hỏi thế vì
bản thân tôi có rất là nhiều cái gọi là